Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các thân mến, cùng tiếp tục với chuỗi video tìm hai số khi viết tổng và tỉ số ở trong chương trình toán 4 này. Thầy cho mình sẽ đến với dạng 5, tổng hợp các dạng toán và nâng cao. Chúng ta đến với bài số 1. Đề bài như sau. Tổng số tuổi của hai anh em là 18 tuổi. Biết rằng tuổi anh giảm 5 lần thì được tuổi của em, tính tuổi của mỗi người. Ở trong bài này chúng ta sử dụng kiến thức đó là giảm một số đi một số lần. Nếu tuổi của anh giảm đến 5 lần thì mình sẽ hiểu rằng đó là tuổi của anh chia 5. Đúng không? Giảm một số đi một số lần, ta sẽ lấy số đó chia cho số lần mà. Theo như đề cho ấy, đó là tuổi của anh này chia 5 thì sẽ bằng tuổi của em. À, như vậy thì tuổi của anh sẽ gấp 5 lần tuổi của em. Các em hiểu chưa? Chúng ta sẽ trình bày luôn vào trong bài làm nhé. Mình sẽ nói là tuổi anh giảm 5 lần thì được tuổi em. Vì nên là gì? À, nên tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Hay là gì nhỉ? À, hai tuổi em sẽ bằng 1/5 tuổi anh. Đó, thế thì như vậy tức là tuổi em sẽ ứng với 1/1, còn tuổi anh sẽ là 5/5 như vậy các bạn. Rồi, chúng mình có tổng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có sơ đồ bài toán thôi. Ta có sơ đồ. Tuổi em sẽ là 1/1 thì thầy sẽ biểu diễn là một đoạn thẳng có độ dài là 1 cm các bạn. Và tuổi của anh, đầu tiên thì thầy sẽ gióng thẳng điểm đầu thẳng nhau nhé các em nhé, ở trên sơ đồ ấy. Tuổi em chưa biết, chúng ta sẽ vẽ đường cong nét đứt, hỏi chấm đơn vị là tuổi. Tuổi của anh cũng chưa biết, chúng ta sẽ vẽ đường cong nét đứt này từ điểm đầu cho đến điểm cuối cùng nhé các em nhé, ứng với 5/5 mà. Hỏi chấm đơn vị là tuổi này. Đấy, bây giờ tổng ở đây là 18 tuổi. Trên sơ đồ đã thể hiện rõ rồi, chúng ta có tất cả mấy phần bằng nhau thì ứng với lại 18 tuổi đây. À, chúng ta có 1 cộng với 5 sẽ là 6 phần bằng nhau, ứng với 18 tuổi. Mình nói, theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là ta lấy 1 cộng với 5 thì sẽ bằng 6 đơn vị là phần. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính được giá trị của một phần là ta lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau, lấy 18 chia 6 thì sẽ bằng 3 đơn vị giá trị của một phần, ở đây là tuổi. À, trên sơ đồ chúng ta phải biết khai thác em nhé. Ứng với mỗi một đoạn nhỏ này thì sẽ là 3 đơn vị là tuổi. Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được tuổi của em, dễ dàng tìm được tuổi của anh rồi. Mình có tuổi của em là 3 lấy giá trị của một phần là 3 nhân với số phần tuổi của em là ứng với 1. Ta lấy 3 nhân 1 sẽ bằng 3 đơn vị là tuổi. Tiếp theo là tuổi của anh. Ta lấy giá trị của một phần nhân với số phần tuổi của anh, số phần tuổi của anh đây là 5/5, ta lấy 3 nhân với 5 lần lên, 3 nhân 5 lần lên thì sẽ được là 15 đơn vị là tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi đáp số. Đấy, chúng ta có thể ghi gọn hơn thầy, em ghi là em 2.3 tuổi, xong xuống dòng anh 2.15 tuổi nhé. Được chưa nào? À, như vậy thầy cho mình đã làm xong bài số 1 trong cái dạng số 5, tổng hợp các dạng toán và nâng cao rồi các em ạ.